Partner R417 partner. Bao làm zin. Này thì làm xích nó cũng zin luôn ha. Bao bao làm nó rất là độc đáo. Cái làm chuột tuyệt vời. Xích thì quá sướng rồi. Làm này làm gọi là 58 60. Máy này bào hơi này. Hơi năng lắm. Partner của thị sĩ thì điện nha. Quá tuyệt vời. Ok. Này thì các cây lớn được, sẽ cũng được luôn. Cái bộ lam xích nó thì tuyệt vời rồi. Mặt trời. Đây là những con mình có thể các cây lớn mà mình sẽ mà giá thành nó rẻ. Bọc lam độc đáo. Ngày bao nông nha mọi người. Xích nó như mới luôn. Bộ lam là lam chuột nha. Lam chuột mới ken. Ken sẽ bẹt. Quá đẹp. Này nó ít dùng lắm nên là cái đế của nó còn ít cài. Này chưa vệ sinh gì hết. Lóc máy nó đẹp. Bô nó còn đẹp. Hơi nó khủng lắm. Con này mọi người gõ lên Google xem nhé, hình như không nhớ công suất nó 4 mấy hay 5 mấy cc gì á. Nòng nó 4 mấy ly á, 47 48 ly gì sao. Bộ lam xích này kiếm không có đâu, lam xích này xịn nhớ lắm. Xích này như mới tinh luôn nha. Xích này như khỏi giũa luôn. Cắt quăng được, quá ngon. Hôm nay là của Thị Điển nha mọi người. Nó là giống như là cái dòng này nè. Ở bên Thụy Điển ấy thì nó là một trong những dòng mà ngang ngửa với Huana nha mọi người. Con này thì bao hơi tầm khoảng 2 triệu. Công suất nó ổn cho mọi người có thể xẻ được gỗ. Xẻ cây vừa, cây đường kính theo cây lam đi, nói chung là đường kính theo cây lam sẽ cho nó ngon. Này là bao hơi 2 triệu. Máy rất là đầm nha, đầm. Máy đầm nên mình cái cây lớn mới sẽ nó nhanh.